Rồi mình xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo. Hôm nay mình nhận được một cái cây iPhone 8 Plus bị chạm nguồn. Thì mình đo thì mình thấy nó chạm VDD rồi. Rồi giờ để mình kẹp nguồn cho các bạn xem nha. Đây các bạn dòm đồng hồ nè. Mình kẹp vô nguồn vô nè. Kim nó lên rất là cao ha. Rồi giờ đây để mình tháo máy mình làm nha. Trái luôn phần này nè, bạn xem ghê à. Trái luôn con tù chỗ này, cái này có thể bỏ máy giặt nha. Nó có chạm hay không? Chạm ngắn mặt luôn nè. Cho các bạn xem. Chạm luôn, nó chạm về không luôn để mình mở sơ đồ lên mình coi. Món cơm. Đây không có con còn IC đúng rồi, bên cờ không có con IC theo, nó có IC vô hai con tù này luôn. Bây giờ mình bứng bỏ cái con tù này thử coi. Con này nè, nó cũng là tụ VDD nè. Rồi.
thì nó còn hao, nó hết chạm rồi mà nó hao nguồn. Okay. Lên nguồn rồi nha các bạn, đơn giản bốn con cụ. Cắt pin vô coi. Rồi ok, vậy là clip này của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi clip này của mình. Các bạn xem nếu thấy hay thì nhớ like, subscribe cho mình nha. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ nhấn nút đăng ký nha. Nút đăng ký là nút subscribe á. Còn bạn nào thấy video hữu ích thì nhớ like cho mình nha. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bye bye. Subscribe vào YouTube này.